cửa sau xe tải bất ngờ bật mở và trúng đầu lái xe ba gác. Sự việc được ghi lại tại thành phố Ninh Ba, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. Trong clip, một chiếc xe tải đang vào cua thì cửa ở thùng sau xe bất ngờ bật mở. Cùng lúc này, một người đàn ông điều khiển xe ba bánh di chuyển theo hướng ngược lại đi tới, bị cánh cửa đập trúng vào mặt. Theo báo cáo, người đàn ông đi xe ba bánh bị thương và lỗi thuộc về người lái xe tải. Toàn bộ diễn biến sự việc đã được camera giám sát ghi lại. Sau khi đăng tải lên mạng xã hội, đoạn clip về vụ va chạm đã nhận được nhiều sự quan tâm, chú ý. Người xem đều tỏ ra thót tim khi chứng kiến cảnh tượng này. May mắn cho nạn nhân vì chưa xảy ra sự việc đáng tiếc, và đây cũng là bài học sâu sắc cho các bác xe tải, nên kiểm tra cẩn thận chốt cửa để tránh xảy ra sự việc đáng tiếc như trên.